Mến chào tất cả các em học sinh đến với tiết học hôm nay. Cô là Lê Diệp Ngân, giáo viên trường tiểu học C, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Hôm nay, cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong phân môn tập đọc tiếng Việt lớp 4 tập 2. Trước khi vào tiết học, cô có những điều cần lưu ý đến với các em. Thứ nhất, các em chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập cần thiết. Thứ hai, các em ngồi thật ngay ngắn, nơi có đầy đủ ánh sáng. Thứ ba, các em không ngồi quá gần hoặc quá xa tivi. Thứ tư, các em cần chú ý tập trung nghe giảng và thực hiện tốt nhiệm vụ học tập nhé. Để vào tiết học, cô và các em cùng khởi động nào. Cô mời các em quan sát tranh và cho cô biết trong tranh vẽ gì. Rất đơn giản phải không các em? Trong tranh vẽ hình một con chuồn chuồn nước. Phía trên là vẽ một đàn cò trắng đang bay. Các em quan sát thật kỹ sẽ thấy dưới tầm cánh chú chuồn chuồn là cánh đồng, là dòng sông, là dòng thuyền xuôi ngược. Với hồi viết của nhà văn Nguyễn Thế Hội thì con chuồn chuồn nước nhỏ bé này và cảnh vật thiên nhiên Việt Nam hiện ra như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Con chuồn chuồn nước của nhà văn Nguyễn Thế Hội. Trước khi vào bài học, cô mong muốn các em qua bài này sẽ đọc trôi chảy, diễn cảm với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, hiểu được nội dung bài tập đọc. Bước thứ hai, các em hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Thứ ba, qua bài học, cô mong muốn các em luôn yêu quê hương, yêu đất nước của chúng ta. Để thực hiện được mục tiêu trên, bài học của chúng ta gồm 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, luyện đọc. Hoạt động thứ hai, tìm hiểu bài. Hoạt động thứ ba, luyện đọc diễn cảm. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi đến hoạt động thứ nhất nhé. Cô và các em cùng đi đến hoạt động luyện đọc. Các em hãy lắng nghe cô đọc bài và trước khi lắng nghe đọc bài, các em hãy suy nghĩ xem bài văn này có thể chia làm mấy đoạn nhé. Cô đọc: Con chuồn chuồn nước, ôi chao, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao. Màu vàng trên lưng chú lấp lánh, bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon, vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngã dài trên mặt hồ, bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân. Rồi đột nhiên chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ chảy rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm phai nước lung linh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra, cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi, còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút. Nguyễn Thế Hội. Nào, bây giờ cả lớp cùng chia đoạn giúp cô nhé. Bài văn này có thể chia làm mấy đoạn? Bài văn này có thể chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 từ ôi chao cho đến phân vân. Đoạn 2 từ rồi đột nhiên cho đến cao vút. Có bạn nào chia làm 2 đoạn giống như cô không? Cô có lời khen các bạn chia làm 2 đoạn giống như cô. Vậy bây giờ chúng ta cùng luyện đọc đoạn nhé. Trước khi vào luyện đọc đoạn, cô có một số chú ý. Khi đọc bài này chúng ta cần đọc với giọng nhẹ nhàng, êm ả, xen lẫn sự ngạc nhiên. Ở đoạn 1, các em chú ý nhấn giọng chậm rãi lúc tả chú chuồn chuồn nước đậu một chỗ. Ở đoạn 2, các em đọc nhanh, đột ngột có lúc chú chuồn chuồn tung cánh bay. Trở lại giọng chậm rãi lúc tả cảnh thiên nhiên đất nước. Bây giờ, mình cùng luyện đọc. Cô và các em cùng luyện đọc đoạn thứ nhất. Ở đoạn thứ nhất, các em chú ý đọc nhấn giọng các từ ôi chao,
chuồn chuồn. Đẹp làm sao? Màu vàng lấp lánh, bốn cái cánh, cái đầu tròn, long lanh, thủy tinh, nắng mùa thu và rung rung. Hãy cùng cô luyện đọc đoạn 1 nhé các em. Ôi chao, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao? Màu vàng trên lưng chú lấp lánh, bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngã dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Nào, các em luyện đọc lại giúp cô nhé. Các em vừa luyện đọc tốt đoạn 1. Bây giờ cô và các em cùng luyện đọc tiếp đoạn 2. Như vậy chúng ta cũng nhấn giọng các từ mênh mông, lặng sóng, rì rào, rung rinh và ngược xuôi. Bây giờ mình cùng luyện đọc đoạn 2 nào. Rồi đột nhiên chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ chảy rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh, rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra. Cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút. Các em luyện đọc lại nhé. Các em vừa luyện đọc đoạn 1 và đoạn 2 của bài Con chuồn chuồn nước. Trong bài có một số từ ngữ khó chúng ta cần luyện đọc. Các em chú ý. Từ thứ nhất, chuồn chuồn. Từ thứ hai, lấp lánh. Từ thứ ba, long lanh. Từ thứ tư, mênh mông. Và từ thứ năm, rì rào. Từ cuối cùng là từ rung rinh. Các em lắng nghe cô đọc. Chuồn chuồn, lấp lánh, long lanh, mênh mông, rì rào, rung rinh. Nào, chúng ta cùng luyện đọc lại nhé. Các em vừa luyện đọc từ. Trong bài này có câu văn dài chúng ta cần luyện đọc. Các em chú ý quan sát. Lắng nghe cô đọc. Các em cần ngắt nghỉ những nơi có dấu gạch chéo mà cô đã đánh dấu. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm phai nước lung linh. Cô mời các em đọc lại. Các em vừa luyện đọc xong. Bây giờ trong bài ngoài những từ ngữ cần giải nghĩa trong sách giáo khoa ra thì cô có thêm một số từ khác nữa, đó là từ lộc vừng. Cô mời các em quan sát tranh vẽ hình ảnh cây lộc vừng. Đây là cây lộc vừng. Lộc vừng là một loại cây kiểng thân gỗ, cánh hoa nhỏ kết thành một chùm hoa chảy dài xuống và có màu hồng nhạt, mùi thơm thoang thoảng. Và đây là hình ảnh cây lộc vừng ngã dài trên mặt hồ mà trong bài của chúng ta đấy các em. Chúng ta đi tiếp từ ngữ thứ hai, đó là từ thung thăng. Thung thăng là gợi tả một dáng đi thong thả từ từ. Cô mời các em quan sát một clip cho thấy hình ảnh đàn trâu thung thăng gặm cỏ. Thank you.
Các em vừa luyện đọc, bây giờ các em cứ cùng cô đến nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu bài. Các em à, chắc có lẽ hình ảnh chú chuồn chuồn đẹp lắm, nên ngay câu đầu tiên tác giả đã thốt lên một câu: "Ôi chao, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao?" Hình ảnh chú chuồn chuồn nước đẹp làm tác giả phải ngạc nhiên thốt lên một câu cảm như vậy. Vậy thì trong đoạn 1 này tác giả đã dùng những cái hình ảnh nào để so sánh chú chuồn chuồn? Các em cùng đọc thầm đoạn 1 và trả lời cho cô, chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào? Rất đơn giản phải không các em? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra nhé. Trong đoạn văn này cô có 6 câu. Câu thứ nhất: màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Câu thứ hai: bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Câu thứ ba: cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Câu thứ tư: thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Câu thứ năm: chú đậu trên một cành lộc vừng ngã dài trên mặt hồ. Câu thứ sáu: bốn cái cánh khẽ lung lung như đang còn phân vân. Và bây giờ nhiệm vụ của các em là hãy tìm cho cô câu văn nào có hình ảnh so sánh nhé. Bây giờ mình cùng kiểm tra nhé các em. Cô có câu văn thứ nhất là bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Trong câu văn này tác giả so sánh cánh chuồn chuồn như giấy bóng. Các em mà giấy bóng là một loại giấy rất mỏng, có thể dùng để làm lồng đèn, và giấy bóng có thể nhìn xuyên thấu đó các em. Cô lại có câu văn thứ hai: cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Tác giả đã so sánh hai con mắt của chú chuồn chuồn như thủy tinh. Và lần này tác giả đã sử dụng từ lái long lanh để tăng thêm vẻ đẹp của đôi mắt chú chuồn chuồn đó các em. Cô có câu văn thứ ba: thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Các em ạ, không phải màu vàng gay gắt, mà đây chính là một màu vàng của nắng mùa thu rất êm dịu và nhẹ nhàng, phải không các em? Vậy thì qua ba câu văn tác giả đã so sánh được chú chuồn chuồn. Vậy theo các em thích hình ảnh so sánh nào? Cô nghĩ các em, mỗi em sẽ thích một hình ảnh so sánh khác nhau. Nhưng riêng cô thích cả ba hình ảnh so sánh này đó các em. Và vì sao cô lại thích ba hình ảnh so sánh này? Các em hãy cùng cô lựa chọn một đáp án đúng nhất nhé. Vì sao em thích hình ảnh so sánh trong bài? Hãy chọn ý đúng nhất. Cô có ý thứ nhất: khi so sánh, ta sẽ thấy được tất cả loài chuồn chuồn đều giống nhau. Ý thứ hai: hình ảnh so sánh chân thật, sinh động, làm cho người đọc hình dung ra chú chuồn chuồn nước. Ý thứ ba: chuồn chuồn là con vật rất đẹp, mọi người đều yêu thích. Vậy các em hãy chọn ý đúng nhất giúp cô nhé. Nào, hãy cùng cô kiểm tra lại đáp án của mình nhé. Ý đúng nhất của chúng ta là hình ảnh so sánh chân thật, sinh động, làm cho người đọc hình dung ra chú chuồn chuồn nước. Vậy có ai chọn đáp án giống đúng cô không? Cô có lời khen các em chọn đúng đáp án. Các em vừa tìm hiểu xong đoạn 1, vậy dựa vào nội dung các em vừa tìm hiểu, các em hãy rút ra ý chính của đoạn 1 giúp cô nhé. Ý chính đoạn 1 chính là miêu tả vẻ đẹp của chú chuồn chuồn nước. Chúng ta vừa tìm hiểu được nội dung của đoạn 1. Bây giờ cô mời các em cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài chuồn chuồn nhé.
mỗi loài chuồn chuồn đều có một vẻ đẹp khác nhau, phải không các em? Vậy chúng ta cùng đi đến tìm hiểu đoạn văn thứ hai. Các em à, đang đậu trên một cành lộc vừng thì đột nhiên chú chuồn chuồn nước lại tung cánh bay vọt lên. Vậy dưới tầm cánh của chú chuồn chuồn, cảnh vật quê hương đất nước hiện ra như thế nào? Chúng ta cùng đọc đoạn văn thứ hai và trả lời cho cô tình yêu quê hương đất nước của tác giả thể hiện qua những câu văn nào. Các em biết không, có yêu người ta mới viết lên những câu văn hay, và có yêu người ta mới viết lên những cái câu văn sinh động như vậy. Vậy thì trong bài văn này tác giả đã yêu quê hương đất nước, và tình yêu đó được thể hiện qua những câu như mặt hồ chảy rộng mênh mông và lặng sóng, lũy tre xanh rì rào trong gió, là khóm phai nước rung rinh, là cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, là dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Đó chính là những câu văn mà nói đến tình yêu của tác giả với quê hương đất nước đó các em. Một lần nữa, tác giả khai thác triệt để những từ lái trong bài để tăng thêm vẻ đẹp của quê hương đất nước. Và đó là những từ nào? Chúng ta cùng chú ý nhé. Từ thứ nhất là mênh mông. Từ thứ hai là rì rào. Từ thứ ba là rung rinh. Từ thứ tư là thung thăng. Các em vừa tìm hiểu đoạn 2. Vậy bây giờ cô mời các em nêu ý chính của đoạn 2 giúp cô nhé. Ý chính đoạn 2 là tả hình ảnh quê hương Việt Nam tươi đẹp hiện ra dưới tầm cánh của chú chuồn chuồn. Vậy bây giờ các em hãy dựa vào ý chính đoạn 1, ý chính đoạn 2, các em rút ra nội dung bài học hôm nay nhé. Nội dung của bài là bài văn tả vẻ đẹp của chú chuồn chuồn nước. Qua đó tác giả đã vẽ lên rất rõ khung cảnh làng quê Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, đồng thời bộc lộ tình cảm yêu mến của mình với đất nước, với quê hương. Nào, cô mời các em đọc lại nội dung chính của bài nhé. Các em đã cùng cô xong hoạt động thứ hai tìm hiểu bài, và bây giờ tiếp tục chúng ta đi đến hoạt động thứ ba đọc diễn cảm. Trước khi đọc luyện diễn cảm, cô có chú ý với các em về giọng đọc. Chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, êm ả, xen lẫn với sự ngạc nhiên, nhấn giọng các từ, gợi tả, gợi hình, màu sắc. Mình cùng luyện đọc đoạn 1 nhé các em. Các em chú ý những từ ngữ cô đã gạch chân. Lắng nghe cô đọc. Ôi chao, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao. Màu vàng trên lưng chú lấp lánh, bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngã dài trên mặt hồ, bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Bây giờ các em cùng luyện đọc lại nhé. Các em vừa luyện đọc xong đoạn 1, cô mong rằng qua phần luyện đọc này sẽ giúp các em luyện đọc tốt bài ở nhà hơn. Qua bài học hôm nay, chúng ta vừa học bài Con chuồn chuồn nước,
Nhà văn Nguyễn Thế Hội đã sử dụng đôi cánh của chú chuồn chuồn để viết lên rất nhiều cảnh đẹp của quê hương đất nước. Cô mong rằng các em qua bài học các em sẽ biết yêu quê hương đất nước của mình nhiều hơn. Qua bài học cô có lời dặn dò với các em. Về nhà các em đọc và trả lời lại các câu hỏi của bài Con chuồn chuồn nước, chuẩn bị tốt cho cô bài Vương quốc vắng nụ cười sẽ được học ở tiết tập đọc tiếp theo. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và tạm biệt các em.